Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 12 tháng 9 năm 2024, hiện tại thì mình đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 80 hướng từ Vĩnh Long đi về cầu Mỹ Thuận 2. Trong video này thì mình sẽ chạy xe thực tế trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ vị trí điểm đầu tới vị trí nút giao cầu Chà Bà Lớn là điểm cuối của tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ để xem tiến độ mới nhất. Hôm nay thì đã hoàn thành 100% hay chưa? Hiện trạng mới nhất hôm nay ra sao? Rồi có lắp trạm thu phí hay chưa? Thì một số anh chị cũng thường xuyên nhắn tin hỏi thăm là không biết là có thu phí hay chưa, mà sau cũng cỡ hơn 8 tháng rồi, 9 tháng rồi nhưng mà sao chưa thấy thu phí mấy anh chị. Nên là trong video này mình sẽ chạy xe thực tế quay cho tất cả quý vị và các bạn thấy được toàn tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tiến độ mới nhất hôm nay như thế nào nha. Rồi, để đi vào tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, ngay tại vị trí này thì mình sẽ rẽ trái để mà nhập vào chỗ này. Thì mình thấy là có xe gắn máy chạy vào cao tốc này mấy anh chị. Đó, chỗ này là xe bị chạy lạc đường nè. Mà các anh bảo vệ chốt chặn ở những cái đầu vào đó thì không cho xe gắn máy chạy vào. Dù là có những cái biển báo cấm là xe gắn máy, xe thô sơ, xe hai bánh là ba bánh là không được vào, nhưng mà không hiểu sao mà mấy anh chị cũng chạy vào luôn. Nếu mà không có lực lượng bảo vệ thì em không biết là trên tuyến cao tốc này là sẽ như thế nào luôn. Tại vì hàng ngày là có hàng chục, hàng trăm phương tiện xe gắn máy chạy vào cao tốc. Nhất là ở ngay tại vị trí điểm đầu đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 này, cũng như là ngay tại vị trí nút giao cầu Chà Bà Lớn, thường xuyên có tình trạng xe gắn máy chạy vào cao tốc, rất là nguy hiểm luôn ạ. Thì hôm nay thì mình chạy để coi cây đường dân sinh hôm nay có hoàn thành hết 100% hay chưa. Hiện tại ngay tại vị trí chỗ này là phường Tân Hòa thì đã hoàn thành cái đường dân sinh rồi. Hiện tại thì phía bên phải đây thì mình thấy là có xe gắn máy, người dân rồi cũng chạy xe ở trên đường dân sinh được rồi. Ở đây thì cũng làm hàng rào rất là chắc chắn, không cho người dân mà đi vào tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ này. Dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ có tổng chiều dài toàn tuyến là 23 km, đi qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Tốc độ cho phép chạy trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ này là 90 km/h và tốc độ tối thiểu là 60 ạ. Hôm nay thì vào buổi sáng thì mình đi thì mình thấy là giao thông trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ này rất là thông thoáng. Và ở đầu vào thì mình không có thấy trạm thu phí ha. Thì sắp tới thì mình đoán là có thể là trạm thu phí sẽ lắp đặt ngay tại vị trí cái đường dẫn. Vừa xuống dốc cầu Mỹ Thuận 2 là sẽ có một cái khoảng rộng rộng ở chỗ đó, chắc là lắp trạm thu phí ạ. Hôm nay trời nắng đẹp, cũng mưa to gió lớn mấy hôm nay cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi đó, nên là ngày nào cũng có mưa, có hôm nay được nắng nắng một tí mấy anh chị buổi sáng, nhưng mà trời vẫn còn âm u, rất là nhiều mây, nhưng mà cũng có nắng một chút là cũng mừng rồi. Tuyến cao tốc này giai đoạn 1 thì đầu tư 4 làn xe và giai đoạn hoàn chỉnh sẽ đầu tư lên là 6 làn xe. Thì có thể là tới giai đoạn 2 là khoảng 2030 thì mới bắt đầu khởi công giai đoạn 2 ạ. Sáng nay thì mình thấy là cái hướng từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh xe đông hơn cái hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về Cần Thơ ạ. Các cầu ở trên tuyến cao tốc này thì mình chạy xe cảm thấy rất là êm ha. Thì cũng khoảng 9 tháng thông xe rồi thì các dốc cầu lên rất là êm.
chứ không như ở tuyến cao tốc Lộ Thể - Rạch Sỏi thì các dốc cầu lên rất là sốc và cảm giác rất là khó chịu. Mà bây giờ đang được nâng cấp sửa chữa thì lúc đầu thì có tên là tuyến cao tốc Lộ Thể - Rạch Sỏi, ban đầu là cao tốc Lộ Thể - Rạch Sỏi, nhưng mà bây giờ các cơ quan chức năng đổi thành là tuyến Lộ Thể - Rạch Sỏi chứ không có dùng từ cao tốc nữa. Nhưng mà bản đồ thì cập nhật là tuyến cao tốc CT02 đó. Thì khi mà nâng cấp sửa chữa xong thì tuyến Lộ Thể - Rạch Sỏi sẽ được nâng cấp thành tuyến cao tốc Lộ Thể - Rạch Sỏi nha cả nhà. Đây, cái dốc cầu mấy anh chị thấy lên rất là êm luôn ạ. Đây là chiều cao an toàn của các cây cầu vượt là 4,8m. Thời gian trước thì một số đoạn thì có cấm bảng 40, 60 để mà thi công. Nhưng mà hôm nay thì mình thấy là tất cả các bạn đã tháo dỡ rồi. Và các đơn vị thi công cũng di chuyển máy móc thiết bị đi những cái nơi khác rồi. Và không còn làm việc hai bên cái đường dân sinh nữa. Chắc là đã hoàn thành cái đường dân sinh rồi. Để mà người dân đi ruộng, đi vườn, đi chạy xe hai bánh đó, đi về nhà của mình. Chứ nhiều khi giống như tuyến cao tốc Lộ Thể - Rạch Sỏi, tuyến Lộ Thể - Rạch Sỏi đó, thì mình thấy là một số đoạn thì không có đường dân sinh, nên là người dân phải bắt buộc đi lên cao tốc, rất là nguy hiểm. Lần nào mình đi cái tuyến Lộ Thể - Rạch Sỏi thì mình cũng thấy có hàng chục phương tiện xe gắn máy chạy vào cao tốc, vô cùng nguy hiểm luôn. Từ khi có tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ này thì bà con di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về thủ phủ của miền Tây là thành phố Cần Thơ đó thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Nếu mà mình xe thông thoáng như vậy nè thì mình chạy cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, rồi Trung Lương - Mỹ Thuận, rồi Mỹ Thuận - Cần Thơ thì mình toàn là đi cao tốc thôi, nên là thời gian di chuyển sẽ rất là nhanh chóng ạ. Ở đây thì mình thấy là có một đoạn phía bên trái màn hình là đang phục vụ thi công. Mình thấy có các anh điều tiết giao thông ạ. Không biết là thi công cái gì đó, chắc có thể là mình đoán là chắc là nâng cấp cái chỗ mà dốc cầu đang bị sụp lúng thì phải. Hiện tại thì mình đã di chuyển tới địa phận của xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp rồi. Đây là km 115. Cầu này là cầu Đìa Rúng nha, ở km 115 cộng 179. Từ thành phố Vĩnh Long á, thường thì mình đi qua Cần Thơ thì mình cũng đi cao tốc thôi mấy anh chị. Tại vì qua sẽ nhanh hơn và tiết kiệm cái thời gian hơn. Chứ nhiều khi mình đi tuyến quốc lộ 1A là qua khu công nghiệp Hòa Phú thì vào những giờ cao điểm các anh chị công nhân đi làm đó thì sẽ rất là đông xe ngay cái đoạn đó, thì mình mất khoảng 45 phút đến 1 tiếng thì mình mới qua tới được Cần Thơ. Còn mình đi tuyến cao tốc này thì mình đi khoảng nửa tiếng là mình tới rồi mấy anh chị. Thời gian rút ngắn được cũng được khoảng 15 phút, 20 phút ha. Cầu này là cầu kênh 19 tháng 5. Ở đây thì mình thấy máy móc thiết bị thi công hai bên cao tốc thì cũng đã di dời hết rồi. Hôm trước thì có thi công cái đường dân sinh, rất là nhiều máy móc thiết bị làm việc ở đây, nhưng mà bây giờ xong xuôi hết rồi nên là không có còn làm việc nữa mấy anh chị. Xung quanh đường cao tốc này thì bà con làm lúa nè, trồng lúa, ruộng, rồi cũng như là nhãn, chuối, sầu riêng, thanh long, ổi. Ở đây rất là nhiều bà con canh tác trồng trọt ở đây, nên là phải có đường dân sinh để mà bà con thu hoạch hoặc là đi thăm ruộng, thăm vườn sẽ ok hơn. Chứ bây giờ người dân hai bên canh tác như vậy mà không có đường dân sinh đi là rất là khó khăn, đi đường vòng này kia xa lắm anh chị.
Trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này chỉ có một nút giao duy nhất, đó là nút giao đường tỉnh 908 đi về quốc lộ 1A cũng như là đi về huyện Bình Tân của thành phố Vĩnh Long. Và không có trạm thu phí, không có trạm dừng nghỉ, trạm thu phí thì chưa lắp. Sắp tới thì sẽ thu phí và có một cái mức phí tùy theo loại xe và tùy theo cái tuyến cao tốc là bao nhiêu làng đường thì sẽ có một cái mức phí khác nhau. Thì Bộ Giao thông Vận tải cũng có đề xuất là cái mức thu phí rồi, để mà khi nào mà có thu phí và cái mức thu phí chính xác là bao nhiêu thì mình sẽ cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn biết được ở những video sau nha. Ở đây thì mình không có trạm dừng nghỉ nên cũng rất là khó cho các anh em tài xế, nhiều khi đi đường dài á, muốn tìm cái chỗ đi vệ sinh hoặc là ăn uống đổ xăng thì cũng rất là khó. Tiếp tục, đây là một cái cây cầu vượt tiếp, đây là thuộc địa phận của tỉnh Đồng Tháp. Cầu này là cầu Ba Càng nha tất cả quý vị và các bạn. Ở km 119 cộng 523. Giờ đây là DT 908 còn cách là 2 km nữa. Đoạn này thì đường dân sinh cũng đã ok hết rồi, xong rồi ha. Quá đẹp luôn ạ. Mặt đường thì rất là ok luôn, chạy không có hư hỏng gì cả. Tại vì mình thấy là đơn vị tuần tra cao tốc là làm việc liên tục. Mỗi ngày thì các anh chạy kiểm tra chỗ nào bị sụp lúng, hoặc là chỗ nào có ổ gà, ổ voi, hoặc là chỗ nào mà có bong tróc của bê tông nhựa đó, thì các anh tiến hành nâng cấp sửa chữa ngay để mà đảm bảo các đơn vị thi công coi như là phải làm việc ngày đêm tuần tra. Mình thấy là không có để chỗ nào mà có ổ gà hết mấy anh chị, đảm bảo an toàn cho các anh em tài xế mình lưu thông trên tuyến cao tốc. Đây là mình đã tới nút giao DT 908 rồi. Chỗ này thì mình thấy có để là chữ là trạm thu phí nhưng mà chưa có lắp trạm nha mấy anh chị, chưa có lắp trạm. Thì dự kiến tháng 10 này thu phí nè, nhưng mà bây giờ tháng 9 rồi, cũng giữa tháng 9 rồi mà chưa có thấy lắp trạm gì cả, nhưng không biết tới tháng 10 có thu phí hay không đây. Đây là tốc độ là mình được chạy là 90 tiếp tục rồi đây ạ. Hôm nay nắng quá đẹp. Thời gian lúc trước thì tình trạng xe khách mà mình chạy trên tuyến cao tốc này thì được bị một số thanh niên, một số bạn nhỏ sử dụng ná, nạn thun để mà bắn vỡ kính, cũng rất là nguy hiểm ha, thiệt hại tài sản. Trời ơi, xe khách mà vỡ kính cái là thay là tiền không mấy anh chị. Rồi tình trạng xe ô tô cũng vậy, xe ô tô mà xui xui mà chạy ngang là cũng bị bắn vỡ kính luôn. Rất là nhiều tài xế cũng phản ánh. Gần đây thì cũng cơ quan chức năng, công an cũng vào cuộc rồi, giao thông cũng vào cuộc, cũng bắt được những cái người mà bắn nạn thun đó rồi. Thì bây giờ không còn xảy ra tình trạng mà bị bắn vỡ kính nữa, cũng rất là mừng. Nhưng mà tình trạng xe gắn máy vẫn còn diễn ra hàng ngày hàng giờ. Chạy vào cao tốc như vậy thì tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ. Khi mà mình chạy vô á, là mình phát hiện là mình chạy lạc đường, là bắt đầu mình chạy ngược ra, hoặc là mình chạy vô á, thì bị lực lượng chức năng bảo vệ chốt chặn mà không có cho chạy nữa, là bắt đầu là xe gắn máy quay đầu chạy ngược ra. Thì mình thấy như vậy rất là nguy hiểm cho những cái xe mà mình chạy cùng chiều ạ. Sau
sau khoảng 15 phút di chuyển thì mình cũng đã đi gần tới cái điểm cuối rồi, ngay tại cầu Chà Và. Xa xa thì cũng đã thấy được đỉnh tháp của cầu Cần Thơ rồi. Rất là thuận lợi ạ. Đây những cái cầu, những cái cống nhỏ nhỏ nè thì các đơn vị thi công thảm bê tông nhựa đó, rất là êm. Chỗ này thì các anh đang làm cỏ này mấy anh chị đó, các đơn vị chức năng đang tiến hành làm cỏ thì không có cho nó bò vào cao tốc đó. Nhìn đường mặt đường nó sẽ sạch hơn, rộng rãi hơn. Mình thấy là khoảng chừng 1-2 tuần là các anh tiến hành làm. Ở đây thì không có phun thuốc được mấy anh chị, tại vì phun thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng đến ruộng lúa rồi rau màu hoa quả của người dân, nên là các anh phải sử dụng máy cắt cỏ, đi bộ mình cắt từ từ, cắt cả hai bên luôn. Lúa ở đây thì bây giờ cũng đã trổ bông rồi, cũng sắp đến giai đoạn thu hoạch rồi, nhưng mà mỗi lần mà tới thu hoạch là bắt đầu là các anh em tài xế cũng sợ, tại vì khi mà xảy ra tình trạng đốt đồng đó thì khói của gươm gạ đó nó bắt đầu nó bay mù mịt ở trên tuyến cao tốc luôn, rất là nguy hiểm. Thì tình trạng đốt đồng thường xuyên xảy ra trên tuyến lộ tải rạch sỏi đó thì cũng rất là nhiều anh em tài xế mình mất tay lái, mình ủi xuống ruộng, uổng xuống ao luôn mấy anh chị. Ở đây là cái làn dừng khẩn cấp ạ. Đây là cầu Khoáng Tiết, cũng gần đến những cái cầu cuối cùng rồi. Ở đây là thuộc địa phận của xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long rồi. Rồi ở đây là có để cái trạm thu phí là cách là 750m nè các bạn. Nhưng mà mình thấy chưa có trạm nha. Chưa có hệ thống camera gì cả. Thì có thể là trong thời gian sắp tới thì các anh sẽ tiến hành lắp trạm ngay tại vị trí xuống dốc cầu chỗ này. Đó, bạn kết thúc cao tốc rồi. Bắt đầu là giảm tốc độ 60 nè để mà đi tới cái trạm thu phí. Chỗ này thì làm nó hơi rộng ra một tí nè. Sắp tới là lắp trạm ở chỗ đây. Rồi, mình thấy là xe gắn máy cũng chạy vào cao tốc rồi mấy anh chị. Phía bên trái màn hình, phía bên trái là cái hệ làn ngược lại, mình thấy là có xe ô tô chặn lại, không có xe gắn máy chạy kìa. Bắt đầu là hướng dẫn cho xe máy chạy ga. Đó, mỗi ngày là không biết bao nhiêu các phương tiện mà chạy vô cao tốc mà đó. Các anh em tài xế của mình cũng lưu ý ha, rồi cũng như tuyên truyền cho người thân bạn bè của mình vào cái tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này. Ở cái đầu vào thì mình không có được di chuyển vào, nếu mà mình di chuyển xe ba bánh, xe hai bánh, xe gắn máy thì không có được vào, cũng như là người đi bộ, xe đạp, xe thô sơ cũng không được vào nha. Và ngay cái nút giao cầu Chà Và lớn này thì mình thấy là cũng chưa có hoàn thành 100%, thì máy móc thiết bị thì hiện tại đều vẫn còn đang làm việc rất là đông ngay tại vị trí của nút giao cầu Chà Và này. Đó, chỗ này thì cũng có rất là nhiều biển báo cấm xe hai bánh, ba bánh không được vào cao tốc, nhưng mà có rất là nhiều phương tiện vẫn thường xuyên chạy vào, rất là nguy hiểm luôn. Rồi, mình đã lên dốc cầu Chà Và đây. Vậy là sau khoảng 20 phút di chuyển thì mình đã đi hết tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ với chiều dài là 23 km, từ vị trí đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 đến vị trí cầu Chà Và thuộc địa phận của thị xã Bình Minh,
tỉnh Vĩnh Long. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chúc tất cả quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và có thêm những thông tin hữu ích về tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này nhé. Bye bye.